Hello, xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần thực hành design với cái nội dung là điều khiển trên bơm cao áp VEDC. Quan sát một cái hệ thống điều khiển thì chúng ta thấy nó gồm có 3 phần. Thứ nhất là các cảm biến, thứ hai là ECU và thứ ba là các bộ phận. Những cảm biến chính trên động cơ design đó là cảm biến crankshaft sensor, cảm biến vị trí trục khuỷu, bedo sensor là cảm biến vị trí và nạp ga, TDC là cảm biến vị trí điểm chất trên và một số cảm biến khác. Tất cả những cảm biến này gửi về ECU để ECU thực hiện việc tính toán và điều khiển. Trên động cơ design thì sẽ điều khiển thứ nhất là cái lượng phun nhiên liệu nhiều hay là ít. Đó. Thứ hai là điều khiển thời điểm phun và thứ ba là một số điều khiển khác trên động cơ. Vậy trong bài học này thì chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu về điều khiển lượng phun trên bơm cao áp VEDC như thế nào. Thứ hai là chúng ta sẽ đi vào phải nắm bắt được cái việc điều khiển cái thời điểm phun. Đối với động cơ VEDC thì nó điều khiển cái lượng thời điểm phun ra sao. Thứ ba là chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu về điều khiển tốc độ công chân trên động cơ diesel sử dụng bơm cao áp VEDC. Và cuối cùng là chúng ta đi vào nghiên cứu một số cái điều khiển khác trên động cơ sử dụng bơm cao áp VEDC. Rồi, đây là cấu hình của một hệ thống sử dụng bơm cao áp VEDC. Thì ở đây các em quan sát thấy đầu tiên là các cái cảm biến đầu vào. Ở đây có rất nhiều cảm biến. Thì trong đó nó sẽ có những cảm biến chính, ví dụ như là ở đây có cảm biến vị trí trục khuỷu, bác ở dưới con máy. Cảm biến báo cái nhiệt độ của nhiên liệu, cảm biến báo cái vị trí và nạp ga. Cảm biến báo cái nhiệt độ không khí nạp, vân vân. Tất cả những cảm biến này đều gửi về ECU. ECU sẽ tính toán để điều khiển cái gì? Ở đây thì nó sẽ điều khiển hai cái chi tiết chính. Đó là các vành SPV là solenoid speed valve. Solenoid speed valve là các vành điều khiển lượng phun, và các vành thứ hai là các vành TCV là các vành điều khiển thời điểm phun, vành TCV. Đó là cái cấu trúc tổng quan về một hệ thống điều khiển diesel sử dụng bơm cao áp VEDC. Vậy chúng ta nghiên cứu cái phần điều khiển cái lượng phun như thế nào. Thì như hồi nãy đã phân tích thì để điều khiển cái lượng phun thì ECU sẽ nhận tín hiệu từ rất là nhiều cảm biến. Trong đó có hai cảm biến cơ bản là cảm biến tốc độ và cảm biến bàn nạp ga và một số cảm biến khác gửi về ECU. ECU sẽ kết hợp với con điện trở ROM bên trong cái bơm cao áp. Con ROM hiệu chỉnh này để quyết định cái lượng phun là bao nhiêu bằng cách điều khiển cái van SPV là cái van solenoid speed valve, là van điều khiển xả, van điều khiển cái quá trình chấm dứt cái thời điểm phun của bơm cao áp VEDC. Đây là cái phương pháp để điều khiển cái lượng phun. Để điều khiển lượng phun thì chuỗi ECU sẽ đưa ra điều khiển cái van SPV, và điều khiển van SPV là điều khiển theo hệ số tác dụng duty cycle. Thì có một số hệ thống thì nó dùng cái ADU để khuếch đại tín hiệu lên để điều khiển van SPV. Một số thì nó không có khuếch đại mà ADU nằm bên trong. Rồi cái cấu trúc điều khiển như sau. Đầu tiên thì ECU sẽ tính toán cái lượng phun cơ bản trước. Để tính toán lượng phun cơ bản thì ECU sẽ sử dụng hai cái cảm biến chính, đó là cảm biến bàn nạp ga và cảm biến tốc độ động cơ. Sau đó ECU sẽ thực hiện cái việc tính toán cái lượng phun tối đa. Để tính toán lượng phun tối đa thì ECU cần phải tính toán cái lượng phun cơ bản tối đa. Sử dụng cảm biến bàn nạp ga, sử dụng cảm biến tốc độ động cơ gửi vào để tính toán cái lượng phun tối đa. Kết hợp với tính toán cái lượng phun hiệu chỉnh. Bên trên là lượng phun tối đa, cơ bản tối đa, bên dưới là lượng phun hiệu chỉnh. Hiệu chỉnh nó nhào vào những cảm biến ví dụ như nhiệt độ nhiên liệu, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ không khí nào gửi vào để hiệu chỉnh. Thì hai cái thông số này gửi vào để tính toán cái lượng max fuel injection, nghĩa là tính toán cái lượng phun tối đa là bao nhiêu. Sau đó đưa về ECU. ECU sẽ tiến hành so sánh giữa hai cái giá trị này, basic injection quantity này là lượng phun cơ bản và cái lượng phun tối đa này để nó quyết định cái lượng phun là bao nhiêu. Thì ở đây ECU sẽ chọn cái lượng phun ít hơn the less value, chọn cái giá trị thấp hơn. Chưa hết, ECU sẽ nhận tín hiệu từ con ROM, tức là con điện trở hiệu chỉnh nằm trên bơm cao áp gửi về ECU để tính toán hệ chỉnh và cuối cùng đưa ra cái sung để điều khiển camera SPV. Thì đó là cái quy trình để tính toán cái thời điểm cái lượng vuông của phương pháp VEDC là như vậy. Dạ. Thế đây là các van SPV này, van solenoid PWM là các van nằm trên cái đường dầu V, đường dầu xả về. SPV nghĩa là viết tắt của từ xả, viết ký hiệu tiếng Anh như là từ xả, xả nhiên liệu về. Cái lúc quá trình xả thì khi mà cái van này mở ra thì chấm dứt quá trình phun. Cái van này mở sớm thì cái quá trình xả sớm, cái thời điểm cái lượng phun nó giảm. Mà nếu mà các van này mở trễ nghĩa là thì cái lượng nhiên liệu từ bơm quá nó về nó xả trễ và cái lượng phun nó sẽ nhiều lên đó. Và ở đây nó điều khiển theo hệ số tác dụng. Đây, đầu tiên là tính toán lượng phun cơ bản. Tính toán lượng phun cơ bản thì nó sẽ tính toán dựa vào thông số tốc độ động cơ về góc mở và nạp ga, về và nạp ga. Sau đó nó sẽ gửi về sau để tính toán lượng phun cơ bản. Thì lượng phun cơ bản tùy, ví dụ như chế độ không tải, chế độ có tải 10%, 20%, 30%, 40% hay là tải 100%. Đó thì nó theo cái bản đồ bên trong ISO. Cái thứ hai là tính toán cái lượng phun tối đa. Thì như nãy đã nói thì tính toán lượng phun tối đa thì ISO chỉ nhận tín hiệu từ tốc độ động cơ để tính toán cái lượng phun tối đa các bạn, cộng với các cái hiệu chỉnh, hiệu chỉnh để tính toán lượng phun tối đa. Đó thì nó sẽ có một cái bản đồ để nó quyết định cái lượng phun tối đa là bao nhiêu. Sau đó nó kết hợp với cái này ra ROM để đưa ra tín hiệu cái xung PWM điều khiển cái van SPV. Đó là cái việc tính toán cái lượng phun ở trên động cơ sử dụng bơm hóa VEDC. Về điều khiển thời điểm phun thì cũng tương tự như điều khiển cái lượng phun. ECU sẽ nhận tín hiệu từ các cảm biến, trong đó có hai cảm biến cơ bản, đó là cảm biến 3 nạp ga và cảm biến tốc độ động cơ, để gửi về ECU để tính toán cái thời điểm phun, kết hợp với con radar để điều khiển cái van TCV, timing control valve. Thì cái timing control valve là cái van đứng chính giữa cái buồng dầu, phía bên phải là cái buồng dầu số cao và cái buồng dầu bên trái là buồng dầu số thấp. Thì cái buồng dầu bên trái là cái buồng lò xo chịu tác dụng của lò xo và đường nhiên liệu vào. Buồng dầu bên phải là buồng dầu áp lực cao. Khi mà động cơ làm việc tốc độ càng nhanh thì cái bơm tiếp vận bên trong cái bơm cao áp á, nó quay tốc độ càng nhanh thì cái lượng dầu cung cấp tới bơm cao áp nó càng nhiều. Đó. Thì qua đó ISO sẽ nhận áp suất này lớn. Bên cạnh đó thì ISO sẽ nhận tín hiệu từ tốc độ từ các cảm biến khác gửi vào ISO để tính để biết là cái thời điểm phun này sớm hay trễ mà điều khiển cái van SPV. Giả sử nếu cái van SPV này mở lớn thì cái áp suất dầu từ cái buồng bên áp suất cao này thì nó giảm áp vì nó xả về phía bên trái. Chính vì thế làm cho cái góc phun sớm nó giảm, delay lại. Và ngược lại thì nó làm đẩy về phía advance là cái phía mà cái phun sớm nó tăng lên. Đó, thời điểm phun sớm tăng lên. Vậy để điều khiển cái thời điểm phun thì nó tính toán như thế nào? Thì ở đây tất cả là để điều khiển cái van TCV, timing control valve. Để tính toán điều khiển cái van TCV thì ECU sẽ thực hiện tính toán thời điểm phun mà mục tiêu và tính toán cái thời điểm phun thực tế. Để tính toán thời điểm phun mục tiêu thì ECU sẽ thực hiện hai cái tính toán. Thứ nhất là tính toán thời điểm phun cơ bản mục tiêu và cái thời điểm phun hiệu chỉnh. Hai cái thông số này cộng lại sẽ ra được cái thời điểm phun cơ bản mục tiêu. Về cái thời điểm phun cơ bản mục tiêu thì ECU sẽ nhận tín hiệu từ 3 tín hiệu chính: tín hiệu từ khởi động, tín hiệu từ cảm biến nạp ga và tín hiệu từ tốc độ động cơ để tính toán cái thời điểm phun cơ bản mục tiêu. Thời điểm phun cơ bản hiệu chỉnh thì ECU sẽ nhận tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ nhiên liệu, nhiệt độ không khí nạp, cảm biến tăng áp, vân vân để tính toán hiệu chỉnh. Thì hai cái này để suy ra được cái thời điểm phun mục tiêu là bao nhiêu. Tiếp tục ECU sẽ tính toán lượng phun thực tế. ECU tính toán lượng phun thực tế bằng cách lại nhào vào tín hiệu từ động cơ, tín hiệu từ camshaft position sensor, tức là tín hiệu TDC, tín hiệu vị trí điểm trên cộng với cái điện trở ROM hiệu chỉnh bên trong cái bơm cao áp. Sau khi có được thời điểm phun cơ bản và thời điểm phun thực tế, ECU sẽ so sánh và hiệu chỉnh để quyết định cái thời điểm phun để điều khiển cái van TCV. Thì đó là cái quy trình điều khiển của cái thời điểm phun như vậy. Tiếp theo là về cái idle speed control. Để điều khiển tốc độ cầm chân thì ECU sẽ điều khiển cái lượng phun nhiên liệu nhiều ít để quyết định cái tốc độ cụm chân. Thì ở đây có rất là nhiều thông số để điều khiển tốc độ cụm chân, trong đó có hai thông số cơ bản là tốc độ động cơ và bàn đạp ga. Bên cạnh đó thì một số cái tín hiệu khác, ví dụ như là nhiệt độ nước làm mát, tốc độ xe, tín hiệu khởi động, tín hiệu điều hòa không khí, hệ thống làm mát, hệ thống điều hòa không khí, tín hiệu số trung gian và tín hiệu trợ lập tay lái. Không ạ, một số thông số này sẽ gửi về ECU để điều khiển tùy theo các cái tải động cơ gửi về, để theo tình trạng của động cơ lúc khởi động hay lúc làm ấm. Không ạ, điều khiển các van SPV là điều khiển cái lượng phun. Về điều khiển van EGR, là như chúng ta biết là các van tuần hoàn khí xả để điều khiển cái lượng khí xả quay về đường nạp để giảm khí thải. Thì ECU cũng nhận tín hiệu từ nhiều cảm biến gửi về, cảm biến tốc độ động cơ, cảm biến bàn đạp ga, nước làm mát, không van gửi về ECU. ECU sẽ điều khiển các van EGR đáng mở, mở lớn hay mở nhỏ để điều khiển cái lượng khí nạp vào nhiều ít, từ đó sẽ góp phần xử lý chống ô nhiễm cho động cơ. Về một số điều khiển khác, ví dụ trên động cơ này thì có điều khiển xông, vì động cơ diesel có bình cháy diễn ra nó khó, nếu mà động cơ khởi động ở thời tiết lạnh thì cần phải xông nóng cái vùng đốt, vì thế mà cần có quá trình điều khiển xông. Thì quá trình điều khiển xông có thể mất 10-15 giây tùy động cơ để điều khiển xông nóng vùng đốt. Thì ở đây nó có số điện tải xông, để điều khiển xông thì sẽ điều khiển qua chân gà rail, tức là chân điều khiển relay xông. Rồi điều khiển main relay control là điều khiển cái relay chính, cái các nguồn chạy ECU ngoài sau, và hay là điều khiển hệ thống điều hòa không khí làm mát, là hệ thống tiện nghi, hệ thống điều hòa không khí trên xe. Không ạ, thì đó là một số điều khiển thêm trên bơm của ốc VEDC. Đó thì trên đây là tóm tắt hết sức cơ bản về cái điều khiển trên bơm của ốc VEDC như thế nào. Đó, chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về cái điều khiển, về cái lượng phun, về điều khiển thời điểm phun, về điều khiển một số điều khiển như EGR, về điều khiển điều hòa không khí, về điều khiển main relay v.v. Thì hy vọng qua bài học này thì các em sẽ có được những kiến thức cơ bản để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về cái hệ thống điều khiển trên bơm của ốc VEDC, điều khiển bằng điện tử. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các cái nội dung tiếp theo.